Chào mừng các bạn đã trở lại với bếp của mình. Video hôm nay mình chia sẻ đến cho các bạn món cá trắm ong dưa. Với cách làm thì cực kỳ là đơn giản nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Bây giờ mời các bạn vào bếp với mình để thực hiện cái món ăn này. Nguyên liệu hôm nay mình sử dụng gồm có là cải chua. Các bạn nên chọn những loài mà có màu vàng tươi như thế này thì ăn nó sẽ thơm và ngon. Cải chua, rau thì là hành lá, lấy luôn đầu hành, ớt và củ nghệ. Nguyên liệu tiếp theo, đường phèn, nước mắm, bột ngọt, hạt tiêu, mẻ, hành tím băm và hạt nêm. Mình mua con cá là 1,3 kg, cá đang còn tươi sống luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đưa đi làm sạch vảy và khử mùi tanh của cá. Để làm sạch cá mà không có bị tanh thì các bạn làm sạch hết vảy, hết phần nhớt. Khi đó thì mình sẽ cho giấm, muối và rượu trắng vào, chà đều và rửa sạch lại với nước lạnh nhé. Giờ mình sẽ cho nồi lên bếp và cho dầu ăn vào nấu thịt nóng. Sau đó mình sẽ tưới dầu lên cá. Thứ nhất là giúp cá không có bị tanh, thứ hai là cá được săn ha. Về cái phần này thì cũng tùy sở thích từng người. Có người thì chiên cá giòn lên, còn có người thì chỉ cần làm sạch và cho cá vào nồi. Mình cũng không thích chiên cá vì khi mình ăn cá nó không còn được ngọt. Còn nếu như mà các bạn làm mà không có sạch á, và cho vào nồi luôn á, thì có thể sẽ bị tanh. Nên mình sẽ tưới qua cái dầu này nó thơm cá mà vẫn giữ được cái độ ngọt của cá nhé. Cá mình để ở đây khoảng 2 phút thì vớt ra. Giờ đến cái phần làm nước dùng cho cá. Cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng chúng ta sẽ cho hành tím vào. Với cái món này các bạn cho nhiều hành tím giúp cái phần nước dùng của mình nó được thơm nhé. Mình cho vào đây một muỗng canh mẻ. Mẻ thì các bạn bỏ vừa phải trước đi ha. Phải chút xíu nữa mình còn bỏ cải chua và cà chua nữa. Rồi cái phần nước dùng của chúng ta nó sẽ bị quá chua đó. Cải chua thì các bạn chọn những cái loại mà nó vàng như thế này thì khi mình ăn nó sẽ rất là thơm. Cho cà chua vào rồi thì chúng ta sẽ đảo 1 đến 2 phút. Sau đó cho nước dùng vào. Mình sẽ cho vào đây 2 lít nước. Mình cho vào đây nửa muỗng canh đường phèn. Đường phèn thì giúp cái nước dùng của chúng ta được ngọt thanh. Nếu như mà mình không có nước hầm xương nhé. Hạt nêm 2 muỗng canh. Nước mắm 4 muỗng canh. Để làm cái món này có màu đẹp thì mình sẽ cho nghệ vào. Nấu một chút xíu như thế này thì nước nghệ nó sẽ ra, giúp cái nước dùng của chúng ta được đẹp. Bột ngọt 1 muỗng canh. Giờ mình sẽ cho cá vào nồi và nấu khoảng 15 phút. Cái bộ lòng này mình cũng đã làm sạch và cũng rửa sạch muối rồi nha các bạn. Cách làm rất là đơn giản. Giờ chỉ có cho rau vào và nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn của gia đình các bạn nữa là cái món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Cho ớt vào đây.
cho rau thì là hành lá đầu hành lên. Với món cá om dưa thì không thể thiếu rau thì là. Rau thì là điểm nhấn cho cái món ăn này. Vậy là món ăn đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn ngon miệng bên gia đình.